Chào nhà thì hôm nay trên đường đi đi ra ngoài đi làm sẵn thấy hai chú cún dễ thương rồi nha, đang giãn dữ luôn. Hai chú cún đang chơi ruộng rất là vui. Cánh đồng khu vực của mình đang trồng lúa cả nhà, đang cấy lúa. Ở xung quanh có mấy ngôi mộ cả nhà, trồng ở đây là dòng họ bà con, mà ai mà có mất thì xin chủ ruộng là cho à. Mất tiêu rồi. Hai chú cún cưng rồi cả nhà, không biết con của nhà ai mà đi chơi. Mất tiêu rồi. Rồi nó trèo lên cái mã luôn, nó đứng cả luôn rồi. Không biết cuốn của nhà ai, hay là thăm chủ nó ta, mình không biết. Cả nhà mình trên đường mình đi ra ngoài đi làm, thấy hai chú cuốn quay quay quần bên cái mã ngoài. Rồi nhảy xuống ở chơi này, hai đứa chạy cái từng mới cười vui không. Mất tiêu đó rồi, không thấy trong màn hình. Kìa kìa, một đứa xuất hiện à. Rồi mất tiêu rồi, thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Mất tiêu rồi. Thôi xin chào. Cả nhà đã thấy xung quanh ở khu vực nhà mình không? Cánh đồng không à. Thôi xin chào cả nhà.